Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đang dành thời gian theo dõi chương trình Sống và Làm Việc theo Pháp Luật của Đài Hà Nội. Mở đầu chương trình là những thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu phân loại để xây dựng kế hoạch, lộ trình, làm rõ trách nhiệm và xử lý các sai phạm, tiêu cực, thất thoát đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan 6 dự án, cụm dự án sử dụng vốn đầu tư công không hiệu quả hoặc lãng phí. Thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 7, 6 dự án này bao gồm dự án đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội, dự án khu nhà ở sinh viên, cụm trường tại khu đô thị mới Pháp Vân, Tứ Hiệp, dự án tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích, bảo tàng Hà Nội, dự án đường sắt đô thị đoạn Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các tổ chức đầu tư trái phiếu. Đồng thời, hiệp hội này cũng đề xuất miễn thuế lợi tức, thuế chuyển nhượng trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân để kích thích thị trường huy động vốn dài hạn. Theo lập luận của VAFI, ngân sách nhà nước cũng có thể giảm một phần nhỏ từ thuế thu nhập về lãi trái phiếu khoảng 1,5% đến 2%. Nhưng trên quan điểm chi phí lợi ích thì nhà nước bỏ ra một đồng vốn mà thu được lợi ích gấp nhiều lần. Giải pháp này cũng có thể góp phần giảm lãi suất phát hành trái phiếu dài hạn và từ đó góp phần hạ mặt bằng huy động vốn. Từ đó, lãi suất cho hệ thống doanh nghiệp vay dài hạn sẽ được giảm. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 17 năm 2022 vào ngày 23 tháng 12 năm 2022, hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro về môi trường sống trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, các thông tin phục vụ công tác quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng bao gồm thông tin về môi trường của dự án đầu tư của khách hàng, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường nếu có, kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư của cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ môi trường nếu có, thông tin khảo sát thực tế, thông tin từ cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp về hoạt động của dự án, đầu tư của khách hàng liên quan đến thực hiện quy định về bảo vệ môi trường, nếu có. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của khách hàng gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Báo cáo của khách hàng gửi tổ chức tín dụng về việc thực hiện các cam kết nhằm hạn chế rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng theo thỏa thuận, tại thỏa thuận cấp tín dụng. Báo cáo của các cơ quan, tổ chức phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nếu có. Các thông tin khác liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường. Thông tư số 17/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thu Hiền cùng với luật sư Thu Thủy trong chuyên mục Đúng hay sai để cùng tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi sau khi lập di chúc. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, di chúc là sự thể hiện ý chí của một người nhằm mục đích phân chia tài sản sau khi qua đời để tránh những tranh chấp không đáng có. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đã xảy ra sự cố phát sinh sau khi lập di chúc khiến cho người lập di chúc muốn thay đổi nguyện vọng. Vậy trong trường hợp nào thì di chúc được sửa đổi và cách thức thực hiện sẽ như thế nào? Để giúp quý vị trả lời những câu hỏi trên, trong mục Đúng hay sai ngày hôm nay, chúng tôi có mời tới trường quay luật sư Trần Thu Thủy, văn phòng luật sư Thiên Pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin chào MC, xin chào quý vị khán giả.
Dạ vâng, xin chào chị. Và trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi muốn mời quý vị khán giả và mời luật sư theo dõi một clip tình huống sau đây. Bà A là mẹ đơn thân và có hai người con. Con gái bà đã đi lấy chồng và ở riêng. Hiện nay bà đang ở với người con trai. Để tránh tranh chấp giữa các con sau này, bà đã lập di chúc tại phòng công chứng. Sau khi biết mẹ đã lập di chúc, người con trai đã có những hành động ngược đãi mẹ. Việc này nhiều hàng xóm xung quanh biết đến. Dạ thưa luật sư, theo clip tình huống vừa rồi thì bà A có thể làm lại được di chúc hay không? Và việc lập lại này thì sẽ phải thực hiện ở đâu ạ? Trong cái clip tình huống vừa rồi thì bà A hoàn toàn có thể lập lại được di chúc. Theo điều 643 Bộ Luật Dân Sự thì một người có thể lập nhiều bản di chúc đối với một tài sản, nhưng chỉ có di chúc cuối cùng mới có giá trị pháp luật. Tức là trước khi người đó chết thì cái bản di chúc cuối cùng có giá trị. Và cái việc bà lập di chúc như này có thể lập ở Ủy ban Nhân dân cấp xã phường ạ, hoặc là ở văn phòng công chứng. Thì cái thủ tục này bà có thể mang những cái giấy tờ chứng minh là bà có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tức là khi cái điều kiện để được tặng cho chuyển dịch tài sản hoặc di chúc thì phải có giấy chứng nhận quyền đất. Thì sau đó bà đến Ủy ban Nhân dân xã phường hoặc văn phòng công chứng thì bà công bố cái nội dung di chúc và cái cán bộ của có thẩm quyền ở Ủy ban Nhân dân về cái xác nhận cái di chúc đấy thì sẽ xác nhận về cái việc mà cái nội dung của bà là đúng ý chí của bà. Vậy thì những trường hợp nào sẽ không được hưởng cái tài sản này thưa luật sư? Những cái trường hợp mà đã bị kết án về cái hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự của người để lại tài sản. Hoặc có cái trường hợp, những cái trường hợp mà con, trong trường hợp bà A là bà nói là có thông tin là bà bị con ngược đãi. Thế thì trong cái trường hợp này mà có những người mà làm chứng về cái việc mà con bị ngược đãi thì sẽ không được hưởng. Và những cái trường hợp nếu con của bà A trong trường hợp mà còn bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe và nhân phẩm đối với những người mà ở cùng hàng thừa kế để nhằm chiếm đoạt cái tài sản mà thừa kế đáng lẽ họ được hưởng thì người con nó cũng không được hưởng hàng theo thừa kế. Trường hợp nữa không được hưởng là có thể anh này, tức là ép cái người có tài sản lập di chúc hoặc là buộc họ phải làm theo cái ý chí của mình thì hoặc là giả mạo di chúc thì cũng không được không được hưởng tài sản. Nhưng mà trong trường hợp nếu như cái người để lại tài sản biết con có những hành vi đó nhưng vẫn cho con người đó được hưởng thì người đó vẫn được hưởng cái tài sản của người để lại tài sản. Dạ vâng, xin cảm ơn những thông tin rất là hữu ích của luật sư Thu Thủy. Và trước khi kết thúc mỗi chương trình thì chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi dành cho khán giả. Năm 1997, gia đình ông Hát đã được nhà nước cấp cho diện tích 300 m² đất ruộng và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2000. Năm 2005, do gia đình ông Hát di chuyển lên vùng khác để làm kinh tế nên đã cho vợ chồng ông Quy mượn diện tích đất nêu trên để canh tác. Nay, gia đình ông Hát trở về và yêu cầu ông Quy trả lại toàn bộ diện tích đất đã mượn, nhưng ông Quy không trả. Vậy, ông Hát có đòi lại được đất đã cho vợ chồng ông Quy mượn hay không? Chương trình Sống và Làm Việc theo Pháp Luật hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.